tại tôi cũng trừ kỳ lắm, tôi không bao giờ tôi dạy cái này trong cái chùa Đại Thừa hết trơn. À, đây là cái pháp môn mà Đức Phật mà thuyết pháp lần đầu tiên, nói về cái giác ngộ của thành gian. Nhưng mà trong cái cương vị của một khóa học Phật pháp căn bản á, thì quý vị sẽ học hết tất cả tổng quát về tất cả những pháp môn của Phật đã dạy. Tôi nghĩ là thời buổi này dạy thì chắc cũng là đã được rồi, vì cái tâm quý vị đã chín chắn rồi. Dầu có dạy những cái pháp môn thuộc về các trường phái khác á, thì không, đối với quý vị không có cái gì trở ngại hết trơn á. Cái niềm tin của mình vẫn bất thối trong cái pháp môn cũ của mình. Pháp này nó tuyệt vời lắm, nó rất là hay. Người Tây Phương sở dĩ biết tới Phật giáo là tại qua cái pháp môn này mà họ biết, chứ nếu mà giả Đại Thừa chắc họ không theo. Cái niềm tin của Đại Thừa giống như tin A Di Đà, giống như tin Giê-xu thôi, không có khác gì hết trơn. Nếu mà mình giảng cái này đó mà thực sự giảng cho người Tây Phương giảng Đại Thừa như giảng pháp môn Tịnh Độ, Tây Phương nó không có theo đâu. Tại vì tôn tin Chúa cũng giống vậy thôi. Vậy đó, theo là theo về cái pháp môn mà hồi xưa Phật dạy cho các vị thanh văn. Pháp môn dạy rất là rõ ràng, chi đi từ chút một. Mà không, nếu mà người bình thường trong thế gian này dùng một lý luận gì để mà nói là sai thì nói không được. Tại vì nói là lấy trong cuộc đời mà nói ra. Nó có cái nó hay như vậy, nhưng có gì nó chuột trời mà nó hay đó như vậy đó. Nên đa số thường thường là mình nghe đó, thường thường là còn cái những cái chuyện Bồ Tát chư Phật, cái chuyện nó mông lung lắm, đâu có gì chứng minh được đâu. Thấy không? Mà người Tây Phương là cái gì thực nghiệm, cái gì phải thấy. Hồi xưa là nhờ cái Phật giáo Nam Tông á, mà người Tây Phương biết tới Phật giáo. Rồi sau này đó thì cái phong trào thiền nó trở thành ra một cái cần thiết cho người Tây Phương. Vì người Tây Phương họ, nhất là những người mà người Mỹ đó vân á, là thành phần rất là đông á, là họ rất là nặng trong công việc, thành ra cái tâm của họ luôn luôn bị áp bức, thành ra cái thiền nó trở thành ra pháp môn thích hợp cho họ để họ tu. Thì bữa nay mình sẽ học về cái này. Nếu quý vị nghe mà nghe nhớ được thì nó càng tốt. Nhưng mà còn nghe mà có quên đi thì cũng thực sự không có trở ngại gì đối với pháp môn của mình đó. Nhưng mà trên cái cơ sở mà một cái người Bồ Tát phát tâm á, thì nguyện là tất cả pháp môn đều nguyện học. Mặc dầu là mình chưa chắc mình đã hành trì pháp môn đó. Mà hễ mà học á, thì phải học cho kỹ, học cho rõ, để cho mình không có cái lầm lạc, sai lạc trong cái nhiều trong cái tư tưởng của Đạo Phật. Dạ, Nam Mô Như Đạo Phật. Thì bây giờ để bắt đầu thì bây giờ mình niệm Phật á, bắt đầu mình vô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết đó thì mình nói về Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm á, thì không phải là như quý vị nghĩ là cái tâm từ bi, hay là một cái tâm mà ngộ được tánh không theo quan niệm của Đại Thừa. Cái Bồ Đề Tâm á, là nó dịch từ cái Bodhicitta, là cái tâm giác ngộ. Thì sau này á, từ cái trường phái Đại Thừa thì họ mới chia ra Bồ Đề Tâm có ba loại. Là cái họ thanh văn á, tức là cái vị A-la-hán cũng vẫn đạt được giác ngộ. Trong cái trạng thái diệt hết phiền não tham sân si, thì cái tâm giác ngộ của thanh văn á, thì họ gọi là Bồ Đề Tâm của thanh văn. Quý vị nhớ phân biệt rõ ràng thấy không? Cái Bồ Đề Tâm á, nó sau này đó là chư tổ được chia ra là có ba loại Bồ Đề Tâm. Là Bồ Đề Tâm của thanh văn. Rồi Bồ Đề Tâm của những vị duyên giác. Duyên giác là những vị mà tu và do quán thập nhân duyên, mà thành tựu được cái trí tuệ giải thoát, thì cái đó vẫn gọi là Bồ Tâm của thanh văn, Bồ Tâm của duyên giác. Và cái Bồ Tâm thứ ba đó là Bồ Đề Tâm của Bồ Tát, và kiện toàn cái Bồ Đề Tâm của Bồ Tát thì tức là thành Phật. Nó gọi là Bồ Đề Tâm của chư Phật, hay là Bồ Tâm của các vị Bồ Tát.
Thì đương nhiên là mỗi cái bồ đề tâm này đó, bồ đề tâm nào họ họ cũng nói họ là toàn giác cả. Dạ, như Thanh Văn á, thì chứng Arhat quả thì họ nói là cái giác ngộ của họ tương đương với chư Phật. Chưa ai nói là cái bồ đề tâm của họ là bồ đề tâm, tức là tâm giác ngộ thôi nha, quý vị nhớ rõ. Cái bồ đề tâm này đó là một cái tâm hiểu biết được cái chân lý đúng như sự thật, không có gì sai lầm nữa. Chẳng hạn như giờ mình nhìn cái vật chất là mình do cái nghiệp của mình nhìn nên nó có sai lầm. Chẳng hạn như cái người cận thị thì nhìn cái hoa thì nó thấy cái hoa nó nhỏ hơn, hay là cái hoa nó mờ, tại vì mắt họ không có rõ, rồi cái nghiệp, cái nhìn nó là nhìn nó gọi là mê bởi cái nghiệp, thấy không, hoặc nghiệp. Còn chẳng hạn những người mắt tỏ, giống như người có cái cũng như là có người cái minh đó, thì họ nhìn thấy rõ ràng cái hoa giống như sự thật. Thành ra thực sự ra cái đó là cái một cái sự biết, biết tận cùng á, của thế giới chân lý, của thế giới vạn pháp, thì nó gọi là cái biết toàn diện. Cái biết toàn diện gọi là toàn giác. Mình nghĩa mình có nhiều khi người ta dùng cái chữ chánh biến tri, tức là biết sự thật biến đổi như vậy, thấy không? Thành thử ra khi mà họ đắc được cái A-la-hán quả đó thì họ nói là cái bên Thanh Văn á, các vị A-la-hán đó, cái trường phái của Thanh Văn thì họ nói rằng là một cái vị mà đắc được A-la-hán quả thì trí tuệ ngang với chư Phật, không có gì sai khác hết. Một cái khác của A-la-hán á, chỉ có khác một cái là không đủ công đức để độ sanh thôi. Tức là nói là chư Phật hơn được các vị A-la-hán là chư Phật có công đức, tức là chư Phật viên mãn được cái phước và cái trí. Còn các vị A-la-hán là con đường tu tập thuần về trí tuệ, không nặng về phước báo công đức. Nên họ chỉ chấp nhận là họ thua, là thua trên cái vấn đề phước báo. Mà vấn đề gì thua trên vấn đề phước báo á, nên họ không có cái năng lực để họ chuyển hóa chúng sanh độ sanh được, vậy thôi. Đó là cái quan niệm của cái đây là quan niệm của cái hệ thống của bên A-la-hán. Nhưng mà bên Đạo Phật thì họ không chấp nhận. Nghe nha, để cái trường phái khi người ta tu trường phái nào đó, thí dụ như bây giờ quý vị học cái nghề dược sĩ thì quý vị thấy dược sĩ số 1 thì mới học. Thành ra đương nhiên là nói cái ngành nào hơn ngành đó thì quý vị không có chịu. Thành đại khái là khi quý vị ở trường phái nào á thì luôn luôn là thấy là trường phái của mình đó là nó viên mãn. Thí dụ như bây giờ người tu thiền đi nữa thì họ cũng nói là tu thiền là viên mãn hơn tất cả mọi cái ngành khác. Bên Phật giáo mình cũng vậy. Người tu mà luật đó thì nói là cái giới luật là viên mãn hơn tất cả những cái khác. Cái khác gì đó, người tu tịnh độ thì nói tịnh độ là viên mãn hơn tất cả cái khác. Bởi vì nếu không viên mãn thì họ chọn làm cái gì? Ai cũng nghĩ mình là chọn trúng, không ai nghĩ mình là chọn trật cả. Mà cái của mình là phải là hay hơn hết. Thì cái đây là cái nhìn của bên Thanh Văn thì họ nhìn như vậy. Mà qua tới Đại Thừa thì họ nhìn Thanh Văn thấp lại. Cái sự hiểu biết của Thanh Văn nó không có đủ, nghĩa là toàn giác, mà nghĩa là từng phần giác thôi, tức là đang nằm trong giai đoạn mà gọi là nó có phần giác của chư Phật thôi, chứ không phải là cái toàn giác như họ nghĩ, thấy không? Thì thực sự Phật là gì? Phật là Buddha, nghĩa là giác, người giác ngộ thôi. Tàu nó dịch là Buddha, nó dịch đầu tiên đó, mới qua bên Tàu đó thì nó dịch là một bậc giác giả. Giả là người, hành giả là người tu hành, học giả là người có kiến thức đại khái gì đó. Thì nó gọi là Phật, Buddha dịch là giác giả đó, người giác ngộ. Thành ra để phân biệt Phật với Thanh Văn thì phải nói rằng là Phật viên mãn hơn Thanh Văn theo quan niệm của Thanh Văn là có đầy đủ phước báo hơn họ thôi. Thành ra thường thường mà Phật ra đời là đủ 32 tướng tốt, 80 giá đẹp mà Thanh Văn không có. Cái đó là do phước báo họ kết tập thành. Cái Thanh Văn nhiều người nghĩa là tướng nó rất là xấu, nhiều người nghiệp quả nghèo, không có thức ăn, thực phẩm, Đức Phật thì không có trạng thái đó, sanh ra trong trạng thái là rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Đó là cái quan niệm của bên sự giác ngộ của Thanh Văn. Rồi qua Bích Chi Phật cũng vậy, Bích Chi Phật nói là cái trí tuệ của Bích Chi Phật thì cũng ngang hàng với Đức Phật. Nhưng mà cái duyên giác, cái hệ thống duyên giác với hậu Thanh Văn nó chỉ sai khác một xíu thôi. Là cái Thanh Văn là giác ngộ trong tập thể, tức là Thanh Văn họ sống trong cộng đồng. Cái cộng đồng của họ nó gọi là, ví dụ như trong thời Đức Phật gọi là Tăng già đó, tức là một sự hòa hợp của chư Tăng, có giới luật, có kỷ cương, vân vân vân, cái đời sống trong tập thể. Thanh Văn là một cái lối sống trong cái tập thể, rồi tự khắc kỷ luyện cho tu luyện cho mình.
ai đến nỗi thành Phật, rồi đến nỗi để giác ngộ giống như Phật. Đó là quan niệm của họ. Còn những gì độc giác á, hay là những gì duyên giác á, thì một thành phần, một số ít á, là vẫn có nằm trong thanh văn, nhưng mà họ tu luyện theo cái lối mà thuần về trí tuệ thôi, tức là họ tu về cái lối quán thập vị nhân duyên. Cái một cái số á, thì họ tách rời khỏi tăng đoàn, họ sống biệt cư, và họ tu, họ đắc đạo, thành cái lối mà tu duyên giác á, thì không cần phải ở trong cộng đồng. Chỉ khác biệt như vậy thôi. Cái người mà ở trong cộng đồng á, thì cái người đó đó phải nói là cái tâm lực họ yếu. Quý vị mới ở trong cộng đồng cái gì tu, tại tính cộng đồng là một sự nâng đỡ. Quý vị sai lầm á, thì họ Bồ Tát họ chỉ tội để mình sửa. Thành ra cái trình độ giác ngộ là tùy theo cái trình độ cái người đó tu độc cư hay là cái trình độ mà họ tu trong cộng đồng. Nếu mà tu trong cộng đắc độ thì nói là cái tâm lực yếu, cái trí tuệ yếu, phải sự có sự nương tựa mạnh ở trong tăng đoàn, ở trong tất cả những gì mà Đức Phật đặt ra. Thành ra cái tu duyên giác đó, trong kinh điển nó nói là trung thừa, trung thừa. Rồi chẳng hạn như là nó tu và đắc đạo cái thanh văn thì gọi là cái tiểu thừa, tức là cái gọi là thấp á, thấp ở trong thừa là cao hơn. Còn cái lối mà của Bồ Tát á, là chữ Phật á, họ gọi là thượng thừa hay là đại thừa, là cái lối còn cao hơn nữa. Cái lối đó không những là độ cho chính mình mà độ cho tất cả mọi người đều được, tức là cái năng lực của họ lớn như vậy. Còn cái lối mà thanh văn với duyên giác á, nó chỉ có cái là tự độ cho chính họ thôi, mà muốn độ cho người khác á thì vẫn không đủ phước báo, không đủ công đức, không đủ nhân duyên. Nói người ta nghe, trong cuộc đời này mà nói nhau nghe không có nghĩa là mình giỏi, mà nói nhau nghe đều là tại vì người đó có nhân duyên với mình, thấy không ta? Chẳng hạn như là hồi thời Phật cũng vậy, Đức Phật thuyết pháp á, người nào có duyên với ngài thuyết có được, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ có cái ông đó nó là lợi cái ông và ông có một chồng muốn cho ông chồng mình xuất gia theo kia tu học, là nói Đức Phật nhập định, Đức Phật quán sát, nói ông này không có nhân duyên với ta, thấy không? Nhưng mà cái nhân duyên với ngài La Hầu La, thấy không? Sau ngài cử La Hầu La tới, ngài La nói là ông nghe, thấy không? Rồi Đức Phật đó thì tất cả những thực sự ra ở đây á, chẳng hạn như có những người họ làm những công đức lớn nhiều đời, họ giao duyên với chúng sanh á, thì đồ chúng họ đông, thấy không? Rồi có nhân duyên cái đồ chúng họ nói người ta nghe thôi, không nhưng nó trúng cũng nghe, mà nó trật cũng nghe nữa, nó có ngộ vậy đó. Thì bởi nhân duyên, người đó có nhân duyên thành ra nói họ nghe, thấy không? Thanh văn á là những người có cái trí tuệ giác ngộ, nghĩa là mình nói là gần bằng Phật đi, mình nói theo quan niệm của đại thừa là gần bằng Phật, nhưng mà họ độ sanh không được, là không phải là họ cái trí tuệ như vậy làm sao độ sanh không được, nhưng mà họ độ sanh không được là tại vì họ chưa từng gieo phước báo nhân duyên chúng sanh. Nên bây giờ nói chúng sanh không nghe, nói hay cách mấy chúng sanh cũng không nghe, do đó vấn đề đó nói là thiếu phước đức mà họ độ sanh không được. Thì vấn đề đó mình nói là ví dụ như thanh văn như vậy đó, cái lối giác ngộ thanh văn đó gọi là giác ngộ của tiểu thừa. Rồi cái giác ngộ cao một chút, tức là không nhờ cái lực của tập thể, tức là họ có thể độc cư, họ sau khi mà họ hiểu được cái lý và thập nhân duyên, họ đi hồi quán lý thập nhân duyên, họ hiểu được cái dòng sinh tử nó diễn biến như thế nào, làm thế nào để chặt đứt cái dòng sinh tử qua bao nhiêu nhân duyên, họ đã học được cái cách thức đó, rồi họ tự họ tu tập, lúc đó không cần nghe lời Phật gì nữa hết trơn, họ tạo quán chiếu từ từ cái tâm họ mở ra, họ nhận thấy như thật, họ không theo cái dòng nhân duyên nữa, tức là đi nghịch lại chặt đứt dòng nhân duyên thì họ thoát sự sinh tử luân hồi. Thì cái người đó đó, cái tâm lực họ mạnh hơn là những gì rằng người sống trong cộng đồng, họ thành tựu được cái gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật tức là những người mà độc cư, bích chi Phật nói là những vị Phật độc giác, tức là họ giác ngộ và không cần một cái sự trợ lực nào hết, có thể không cần sự trợ lực của Đức Phật nữa. Nếu thường thường trong cái đời Đức Phật á, là thường thường là cần cái giáo lý của Đức Phật, rồi họ bỏ ra họ tu liền, thành nó gọi là duyên giác, tức là giác ngộ nhờ lý thập nhân duyên. Thời mà không có Phật á, thì họ vẫn giác ngộ, nhưng mà cái lý nhân duyên là họ qua do họ ngồi họ thiền định, họ thấy một cái đó cái cây nó rơi, qua cây rơi hay là một cái trạng thái mà người ta khổ đau, tự nhiên họ thấy cái dòng nhân sinh tử họ nó chạy trong dòng nhân duyên, họ quán sát vậy, cái tâm họ khai mở, họ giác ngộ mà không gặp Đức Phật. Nên mà cái duyên giác á, trong thời không Phật thì gọi là bích chi Phật, tức là độc giác Phật, người giác ngộ tự mình giác ngộ lấy. Giống như Phật đó, trong thời Đức Phật thì Đức gọi là vẫn gọi là Phật đại giác, nhưng ngài giác ngộ được mà ngài có thể giác ngộ cho người khác, nó gọi là đại giác. Còn bên độc giác đó, là họ tự họ giác ngộ mà không cần Đức Phật dạy. Trong thời không Phật đó, sẽ xuất hiện những vị giác ngộ mà giống như Phật, tức là họ ngồi họ quán niệm như Phật vậy đó, rồi họ giác ngộ có trí tuệ, đứt được dòng sanh tử, họ còn không còn đo lăng nữa. Nhưng mà họ có một cái là họ không độ sanh được,
họ chỉ tự giác ngộ cho lấy thôi, nên còn đọc mình lên họ giác ngộ thôi, họ đổ sanh. Nhưng mà họ có cái là họ không đổ sanh được, họ chỉ tự giác ngộ cho lấy thôi, nên còn đọc mình lên họ giác ngộ thôi, họ đổ sanh, họ không có đủ cái phước báo để kia họ nói chúng sanh nghe, thấy không? Thành ra nó là thời không có Phật thì sẽ xuất hiện những gì độc giác Phật, thời có Phật thì sẽ xuất hiện ra thanh văn, tức là nương vào gió sống trong cộng đồng mà tu tập thành tựu và duyên giác, tức là vẫn nương vào giáo lý thập nhân duyên, tức là lối tu của duyên giác giống hình như cái gì độc giác Phật vậy đó, nhưng mà vẫn phải nương theo Đức Phật, tức là nương theo cái lý thập nhân duyên, rồi ra lấy cái lý thập nhân ra ngoài tu, không có cần ở trong cộng đồng. Thì cái trí tuệ của những người như vậy nó mạnh hơn cái trí tuệ của Quả La Hán nhiều lắm. Nên nó gọi là bên nếu mà đại thừa nó chia ra thì nó gọi là cái sự giác ngộ này gọi là trung thừa, tức là cái giác ngộ cao hơn là Hán Xa. Rồi cuối cùng cái giác ngộ cuối cùng là giác ngộ của Phật. Cái giác ngộ đó là viên mãn cả phước và trí, là con đường Bồ Tát đạo với con đường đại thừa quý vị đang đi. Thì gọi là giác ngộ thì giác ngộ cái gì? Bây giờ mình đặt lại cái giác ngộ, tâm giác ngộ, gọi là thành tựu cái tâm giác ngộ của thanh văn, là thành tựu cái tâm giác ngộ của Bích Chi Phật, hay là thành tựu cái tâm giác ngộ của Bồ Tát, là thành tựu cái tâm giác ngộ nào, mà nó chia ra có ba cái bồ đề tâm. Ở đây bắt đầu mình học từ từ thì mình học từ cái thấp lên tới cao. Thì bây giờ mình học cái bồ đề tâm của thanh văn, tức là Dạ La Hán, tức là cái tâm giác ngộ của như mình, mà như mình nhìn mình nói tiểu thừa thì tội nghiệp người ta không thích cho tiểu thừa đâu, ai cũng thấy mình bự hết trơn á. Chưa ai thật sự người tu mà đắc đạo thì đối với họ chữ tiểu chữ đại không thành vấn đề nữa, không? Nó không có sự đối đãi trong cái vấn đề các pháp nữa. Còn cái người mà họ đang trên dựa là cái đạo lộ họ tu đó, thì họ không muốn bao giờ muốn là cái nói cái pháp của họ là tiểu cả, không? Nhưng mà để mà mình đây là mình nói theo cái quan niệm của đại thừa. Tức là đại thừa nói về quan niệm độ sanh, thấy không? Quan niệm độ sanh thì sanh ra gọi là tiểu, đại, tiểu, trung và đại, thấy không? Tiểu thừa là mình giác ngộ rồi nhưng mà mình không có đủ cái năng lực để mình giác ngộ những người khác, thành sự giác ngộ mình nó nhỏ, mình chỉ cung an được cho mình thôi, thấy không? Trung thừa thì cung an được nhiều người hơn, là tại vì cái trí tuệ nó mạnh hơn, cái phương tiện thiện xảo họ nhiều hơn chút, còn đại thừa đó là khi giác ngộ rồi thì có thể giác ngộ tất cả mọi người khác, thì nó gọi là lớn, cũng như là nó nói là giống như một cái cổ xe lớn thì chở được nhiều người, cu mang được nhiều người. Như bây giờ như pháp Tịnh Độ thì tại sợ chị mang tiếng đại thừa đó là tại vì ngài A Di Đà có thể cu mang được quý vị, cu mang được quý vị là giúp cho quý vị lên để làm cho quý vị giác ngộ. Cu mang không phải là chỉ là sự giúp đỡ bình thường, cu mang để cuối cùng làm cho quý vị giác ngộ thì mới đúng có nghĩa là đại thừa. Tất cả các thừa của đạo Phật đều là viên mãn cái bồ đề tâm, tức là làm cho cái tâm giác ngộ của quý vị là nó sáng chói trong người quý vị. Cái lối tu của đạo Phật mình tu bằng cái phương tiện gì không biết, cuối cùng để làm cho quý vị trở thành ra một người giác ngộ, tức là đạt được cái tâm giác ngộ hoặc là của thanh văn, hoặc là của duyên giác, hoặc là có chư Phật, nhưng mà cái phương tiện thì nhiều người nhiều đường, có nhiều người mà đi bằng cách A, cách B, cách C rồi từ từ để giác ngộ, thấy không? Đó, chẳng hạn như Thiền Tông á, đa số Thiền Tông Ấn Độ thì nó nói là ngay trong miệng đời họ sẽ giác ngộ được Phật tánh và họ thành Phật ngay trong miệng đời, mà không cần một đi qua chuyển tiếp qua một cõi tịnh nào cả. Cái đó là cái quan niệm của bên Thiền Tông và cái lối tu của họ, thấy không? Thành ra cái quan trọng là làm sao là mình sẽ thấy được cái bản tâm, cái tâm giác ngộ trong cái người mình, tức là nó gọi là thấy được cái chân đế. Nếu dùng chữ đế đó, nó nói là cái chân lý, rồi thấy được cái chân lý qua cái lời chỉ dạy của Đức Phật, qua cái sự tu tập thiền định và chỉ quán của mình, để mình thấy được cái chân lý đó rõ ràng, là mình an trụ trong chân lý đó, là chân lý đó nó trở thành ra cái bản thể sống của mình, mình là chân lý nó là một, thì mình sẽ trở thành một người đạt được cái bồ đề tâm, hoặc của thanh văn, hoặc của duyên giác, hoặc của chư Phật. Thì Tịnh Độ thì hoàn toàn không có cái chủ trương như vậy, tức là bảo đảm gì trong Tịnh Độ hoài không bao giờ giác ngộ hết trơn á, trong hiện đời này trừ trường hợp có gì chết. Quý vị chỉ có giác ngộ được là quý vị gặp được A Di Đà thôi mới nói tới cái gì giác ngộ. Thành ra cái Tịnh Độ nó chỉ nó khác những pháp môn khác, mà bị những pháp môn khác nó đặc kích đó, nó chê đó,
là chỉ có cái là anh tu, anh toàn là anh tu trong cái vọng tưởng, thực sự trong cái nguyện là một cái vọng tưởng, nên cái sự mong cầu là một cái vọng tưởng, thấy không? Cái bản ngã muốn giảng sanh là một cái vọng tưởng, nó toàn là trong cái ngã để tu không à. Thực sự là trên nguyên tắc á thì nó không phải là tập cái tâm giác ngộ, mà đạo Phật ra đời vì cái vì muốn tự giác ngộ của ngài cho chúng sanh, thấy không? Mà rõ ràng là con đường của tịnh độ không phải là, thấy không? Mà con đường đời, mục đích của nó đó là giác ngộ sau khi gặp Phật A Di Đà. Thành ra rõ ràng là con đường tịnh độ đó. Thành ra quý vị thấy một cái nhìn, một cái khía cạnh thực sự đúng nghĩa đạo Phật là khía cạnh này nè. Khía cạnh của ba tâm giác ngộ là con đường đã tu. Quý vị lên tịnh độ rồi thì Đức A Di Đà cũng sẽ dạy quý vị cái này, phải không? Tại vì cái cõi đó là một cái trường thuận lợi nhất, không có đau khổ bởi tất cả những ăn uống lo nghĩ, không có đau khổ bởi thọ mạng cái là ngắn ngủi, không có đau khổ gì không bậc thiện tri thức, không những khổ đau về những cái tướng vô thường xuất hiện thường xuyên làm cho cái tâm của mình có bị dính mắc, thành ra dễ tu. Nhờ vậy bắt đầu Đức Phật thuyết giảng giáo pháp thì đời sống sống rất là trường thọ, để vì tu hoài học mà học có chậm học hoài nó cũng thành, là cái gì thôi. Tức là quý vị sẽ đạt được ba tâm giác ngộ, mà tôi nói thực sự chỉ có một tâm thôi, ở tỉnh nó không dạy cho cái loại tâm giác ngộ có tâm văn đâu, họ chỉ nói cho vậy, vậy họ vẫn dạy nhưng mà để cho quý vị có một cái có một cái tri kiến về cái lối tu của tâm văn, để sau này quý vị đi mười phương thế giới, nếu chúng sanh nào có cái căn tánh của tâm văn, tức là muốn tự mình giác tập giác ngộ mà không có để ý chúng sanh, thì quý vị có biết cái cách để dạy thôi, để mình học để mình biết thôi, chứ không phải học để tu. Mà Đức Phật A Di Đà siêu dạy dạy cho quý vị một cái cách tu của đại thừa, để mà quý vị giác ngộ được tự tính tâm của mình, để thành Phật ở trên cây cõi Phật A Di Đà. Thành là cái lối mục đích của tôi Di Đà đó hoàn toàn nó không có đặt về tâm giác ngộ nhiều, thấy không? Những cái lối tu Di Đà là toàn là đặt về vấn đề mà chuyên tâm niệm Phật hay là chuyên tâm tưởng Phật vân vân vân, đều là tập cái định để tập cho thành ra một cái nghiệp cho cực mạnh để sanh thôi. Quý vị phải nhớ hai cái này nó khác nhau. Thành ra sau này người ta nói sự giác ngộ mình thấy nó hay đó, nhưng mà biết là cái chủ trương mình khác, chủ trương người ta. Mình sẽ giác ngộ khi mình gặp A Di Đà. Bây giờ cái giác ngộ nó tu nó chăm ghê, nó rất là khó khăn chứ không phải như mình tưởng. Tại sao chư tổ cũng muốn cho mình, nếu mình có khả năng để giác ngộ ngay trong hiện đời là chư tổ sẵn sàng dạy thôi. Thấy không? Nhưng mà chư tổ lại đã dạy biết bao nhiêu năm rồi, cái người giác ngộ càng lúc càng ít. Sao như tôi nói đó, nghe pháp thanh văn bây giờ nó kiếm cái người đặt được tu đạo hoàng quả đầu tiên đó, nó kiếm đã không ra rồi. Mà chư tăng là mình nói là cái phái hệ thống nguyên thủy đông vô số kể, gần như là toàn cái miền Nam Á đó, là từ Thái Lan, Miến Điện, vân vân, Ấn Độ, về Tích Lan, toàn là thanh văn, toàn là cái lối tu nguyên thủy đâu. Mà chưa bây giờ hồi nào tới giờ đó, cách mấy trăm năm nay chưa một người nào mà dám nói mình là đắc được cái quả gì trong cái bệnh thanh văn đó. Họ nói đắc thiền định thì có, nhưng mà chưa nói tôi người nào mà đắc được cái tu đạo hoàng quả nữa. Thành ra một cái tâm giác ngộ mà nó là cái cấp mà mình gọi là cấp thấp đó, của Phật giáo đó, hiện đời đó bây giờ nó đã khó rồi như vậy rồi. Thành ra chư tổ gì trong cái thương chúng sanh thôi, bây giờ nó thôi giác ngộ nó khó quá đi, huống gì mà cái giác ngộ của Bích Chi Phật còn cao hơn nữa, rồi giác ngộ của Bồ Tát nó còn cao hơn Phật nữa, thấy không? Thành ra bây giờ như cả ngàn người tu, cả triệu người tu, có một hai người giác ngộ vậy thì tội nghiệp, còn đấy 990,000 người thì bỏ cho ai? Thầy chư Phật chư tổ vì lòng thương chúng sanh mới chuyển cái pháp môn đó lại, và không đặt được cái giác ngộ nữa, mà đặt cái vấn đề là làm sao để bảo đảm sự giác ngộ cho mình trong những cái kiếp tương lai của mình, mới thành ra sau này chư tổ mới là chủ trương về tịnh độ, nhớ để tịnh độ. Thành khi mà nói ra tịnh độ rồi thì không nói được cái giác ngộ, không nói giác ngộ không có nghĩa rằng là cái người tu tịnh độ không giác ngộ, nghĩa là có hàng triệu người tu cũng có một người giác ngộ. Cái người đó là do căn tánh của họ, cái bản thể của họ đó, hay giống như mình nói là một cái bản thể của họ là cái bản thể mà hồi nào tới giờ nó phước đức nó đã viên mãn rồi, trí tuệ viên mãn rồi, tự nhiên là giờ nói tới Phật A Di Đà là họ thấy Phật A Di Đà nó không có nghĩa là một hình tướng Phật nữa, mà nó là một là nó là tượng trưng cho cái bản thể của tánh không, có sự viên mãn toàn mãn của công đức, cái tâm họ trụ vô đó, họ vô tánh không mà nào cũng hay. Đức Di Đà là nó chỉ là tượng trưng cho một cái tánh chiếu, tánh hào quang chiếu diệu thôi. Thành họ nhập vô trong cái bát nhã trí bằng qua cái danh hiệu Đức A Di Đà mở thành tựu, còn mình là tình tự không thành tựu được như vậy. Thì nói cho nó rõ vậy thì bữa nay là quý vị học cái đầu tiên, cái tâm giác ngộ đầu tiên, tức là giác ngộ của thanh văn. Giác ngộ thì giác ngộ cái gì? Đương nhiên cái loại giác ngộ của thanh văn nó khác giác ngộ
ngộ của mấy cái kia mới chia ra làm ba tầng bậc giác ngộ. Nếu mà cái giác ngộ mà nó giống nhau mà ta không chia thì nói là giác ngộ được cái chân lý từ hồi nào tới giờ, dù có Phật hay không Phật, chân lý nó vẫn là tồn tại. Và cái chân lý này nó có năng lực làm cho người ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, tức là biết thấu triệt được cái đó một cách rõ ràng minh bạch. Và sau khi thấu triệt được con đường đó rõ ràng minh bạch thì Phật sẽ chỉ cho mình một cái đạo lộ để mình đi để đạt được cái đó. Anh đang giác ngộ cái đó nó phải, mà cái chân lý mà Đức Phật muốn nói ở đây đó, thường thường người Tàu nó dùng chữ đế thành ra cuối cùng cái giáo lý thanh văn nó chỉ gồm lại là quý vị phải biết được bốn cái chân lý mà đó là chân lý đó là kiện toàn cái giáo lý đầu tiên của Đức Phật thuyết cho bốn anh em triều Cần Như ở rừng Lộc Quyển. Đó là chân lý tứ diệu đế, tức là bốn chân lý thật là quyền diệu. Nếu quý vị hiểu được chân lý này tận tường và quý vị đi theo cái đạo lộ để mà thành tựu bốn chân lý đó thì quý vị sẽ đạt được Bồ Đề Tâm của Thanh Văn, tức là sự giác ngộ của Thanh Văn. Thì giác ngộ của Thanh Văn nó chia ra làm bốn bậc. Bậc thấp nhất nó gọi là Tu Đà Hoàng Quả. Tu Đà Hoàng Quả tức là cái quả gì mà thấy được cái chân lý đó, nó gọi là khai thị. Mình thấy được Đức Phật chỉ dẫn là bậc khai cho mình, nhưng mình thị tức là thấy được cái chân lý đó rõ ràng. Và cái tâm là quyết định rằng cái chân lý đó là một cái gì đó là đúng, không còn sai trái nữa, nên cái gì cái nghịch cái đó mình không có đi. Thì quyết định được cái chân lý như vậy thì Chư Phật nói là người nào mà thấy chân lý rõ ràng và cái tâm có cái sự quyết sát chân lý đó, cái gì ngược chân lý mà không theo đó, thì người đó từ hồi mà họ thấy được cái chân lý rồi đó, dầu họ không có tu một cái gì đi nữa thì họ sanh tử trong bảy đời họ sẽ đắc A-la-hán quả. Thật sự có gì cần thấy được là có gì đắc A-la-hán quả, thấy không? Mà thấy chân lý dễ không? Dễ. Nó cần tu đâu? Ta nói thấy không nghĩa là tu. Thấy chân lý tức là quý vị nghe, quý vị hiểu, tức là có một cái thấy đây gọi là cái kiến á. Cái kiến tức là mình hiểu chân lý, gọi là chánh kiến, tức là thấy trúng như thật. Nhưng chỉ có một cái là sai biệt á, là mình thấy rồi mình quên rồi mình thấy rồi đó là tâm mình không quyết định không quyết định thành ra nhiều khi rồi mình không để ý đến nó nữa. Còn cái gì thanh văn nó thấy như một cái vết hằn trong tâm của họ vậy đó. Chứ hằng nhau thấy vô thường y như thật, thành cái gì hiện ra không thấy tướng vô thường hết trơn á, không bao giờ quên. Thấy như vậy đó thì quý vị mới bảy đời sau quý vị mới thành tựu. Còn mới thấy rồi đó mà cái tâm mình không có quyết định, không có hình thành cái dấu ấn vô thường trong cái tâm của mình á, thì cái thấy đó nó gọi là thấy rùa. Mấy người tu thấy rùa nhiều lắm, lâu lâu có cảnh tướng là nó hiện ra, cảnh tướng thấy điện là nó mất công phu nó không. Cái thấy đó là định, sau đó mình sống theo nghiệp. Còn thấy người ta cũng như là nó nói là Phật dùng tâm ấn, tâm tức ấn trong cái dấu trong cái tâm của mình, một cái ấn vô thường trong này nè, thấy không? Thành ra làm cái gì cái tự vô thường nó chiếu ra vậy đó, thấy không? Thấy cái gì vô thường chiếu ra, thành ra không bao giờ cái tâm người ta dính mắc nữa, người ta mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, thấy không? Thấy là cái tâm nó quyết định như vậy đó. Thì cái kiến đạo của nó chỉ là trong giai đoạn chỉ là chánh kiến thôi, là chưa cần hành trì vậy đó. Còn chánh định, chánh huệ, chánh hành, chánh nghiệp á là giai đoạn tu hành. Nếu có chánh kiến rồi đó mà qua chánh định, chánh hạnh, chánh nghiệp vân vân đó, mình tu thêm chánh ngữ rồi giữ giới rồi đó, thì họ có thể là cái gì bảy đời liên tiếp vậy họ mới thành ra đắc được cái tâm giác ngộ của thanh văn, thì có thể ngay trong hiện đời họ đắc luôn. Thành ra nói là khi đã có một cái kiến đạo, tức là mình mà trong cái danh từ của thiền tông á, đại thừa nó dùng không dùng chữ kiến đạo mà dùng chữ kiến tánh, thấy không? Thầy thanh văn á là nó nói là theo cái Đức Phật dạy nên nó nhận thấy là con đường do Đức Phật dạy. Còn cái đại thừa đó là tự thấy được cái bản tánh của mình. Đức Phật có dạy không dạy, bản tánh hồi nào của mình vẫn vậy. Nên qua cái đại thừa đó thì kiến của nó là kiến tánh, nó không dùng cho kiến đạo. Thực sự hai cái này đồng nghĩa với nhau. Đức Phật dạy cái kiến đạo là cũng là cái đạo của Đức Phật đó, là con đường là chỉ cũng để kiến tánh thôi, kiến cái bản tánh trong người mình như thế nào thôi. Nhưng mà tại vì đó là lời Đức Phật dạy nên nó gọi là đạo pháp, nó gọi là kiến đạo, giống như cái lời Đức Phật dạy vậy đó. Thấy chân lý, mà chân lý gọi là cái chân đế của Đức Phật dạy cho mình á là chân lý giải thoát, nhớ nha. Ở đời có nhiều cái chân lý lắm, chẳng hạn như bỏ gạt gạt rớt xuống đất, đó là một cái chân lý gì được trọng rường hút xuống, nhưng mà chân lý này không đưa ra giải thoát, Đức Phật không có nói tới. Thấy không? Cái chân lý nào mà đưa tới giải thoát á thì mới gọi là đế. Thành ra ta nói là mới nói là cái là chân đế hay là xuất thế gian vô thượng đế vân vân gì đó. Nhưng mà đại khái đó thì
Đức Phật mà lúc mà triển khai, Đức Phật bắt đầu và thành tựu cái đạo vô thượng chánh giác á, thì ngài mới ngồi ngài quán sát, ngài ngồi lại thì ngài nhìn thấy cái chân lý mà ngài chứng đạt được, ngài nghĩ là không ai có thể chấp nhận được, không có ai có thể mà liễu tri được cái đó, thì lúc đó ngài mới định nhập diệt. Đó là cái kinh của Nguyên Thủy nó kể như vậy. Thì lúc đó là Trời Đế Thích và các Trời Phạm Thiên, tức là hai vị cõi, hai vị trời, một cái vị trời thuộc về khỏi dục giới và một cái vị trời thuộc khỏi sắc giới, thì hai vị đó họ mới xuất hiện trước mặt Đức Phật, họ thỉnh Phật ba lần. Thế nào mà nói chân lý Đức Phật mặc dầu cao siêu sao, gọi là cao xa huyền diệu như vậy, thế nào, nhưng mà nếu mà Đức Phật gặp việc gì đó thì cũng như không lợi lạc cái chúng sanh, là nguyện Đức Phật, xin Đức Phật hãy tìm những cái cách thức làm sao để mà có thể là giúp cho chúng sanh nó có thể đi được, đạt được cái trí giác ngộ giống như Đức Phật. Thấy không? Thì Đức Phật mới ngồi, bắt đầu mới ngồi suy ngẫm lại, thì Đức Phật mới thấy rằng tất cả những chư Phật mười phương đó, có những cõi Phật thì nếu mà chúng sanh mà căn tánh thượng đẳng thì chắc thẳng về Phật thừa. Có những cái chúng sanh Đức Phật mà những chúng sanh mà những cái căn tánh hạn hẹp đó, thì Đức Phật vì phương tiện mà thuyết ra ngũ thừa. Trong đó có ba thừa giải thoát là Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa, hay gọi là Duyên Giác thừa và Phật thừa. Thì Đức Phật mới vậy cho nên giờ mình theo cái gương của chư Phật mười phương sẽ đi thuyết pháp. Thì Đức Phật nói rằng giờ ngay cái pháp giải thoát đầu tiên là cái pháp tứ diệu đế đó, là cái pháp nó cũng cao siêu huyền diệu lắm, chứ không phải là người bình thường mà có thể cảm nhận nổi. Mà nếu mà ta cảm nhận nổi mà ta nghi ngờ, người ta không có tu tập đó, thì người ta chỉ gieo những nghịch duyên với pháp, thì người ta sẽ thành ra một cái chủng tử rất là nặng trong cái nghiệp sau này, người ta không gặp chánh pháp. Thành Đức Phật mới quán xét lại là những người nào, cái trình độ tâm thức nào có thể thọ nhận được cái giáo lý này. Thì ngài quán xét lại là trong cái lộ trình mà ngài đi tu thì gặp những nhiều bậc chân sư lắm. Trong đó là ngày đầu tiên ngài gặp cái ông A Lâm Bà đó, là cái ông đó làm nhờ cái ông đó là mà ngài đắc được cái định phi tưởng. Rồi ngài gặp ông Bước Đầu Lâm Phất đó, ngài đắc được cái định là phi tưởng xứ, tức là hai cái định mà cao cuối cùng là cái định thứ bảy và cái định thứ tám của bên ngoài đạo. Còn nó hai ông này cái trình độ căn tánh của họ nghĩa là họ có thể họ nghe chân lý mà họ hiểu được, thấy không? Ông là hai ông thầy mà hai đó hai ông đầu sư rất là lớn, thấy không? Thì Đức Phật mới dùng nhập định xem coi hai ông này ở đâu để tới thuyết pháp, thì tới hai ông đã mất hết rồi, hai ông đã đi đại nhập diệt rồi. Thì Đức Phật mới quán sát tiếp thì mới thấy là hai năm anh em Triều Cần Như cũng như ở chỗ đó đã tu, nghĩa là cái tâm của họ cầu chứng pháp mà họ thấy chân lý không có rõ, nên cái sự tu chứng của họ đang bị chứng mắc, thì Đức Phật mới theo lời mới nhận lời của Trời Đế Thích với Tứ Thiên Vương là tới ngay chỗ giường Lộc Uyển là thuyết cái pháp cái gì đó là đầu tiên. Thì Phật thuyết 4 lần, thì lần thứ nhất là ông A Nhã thì gần như đắc đạo, mấy lần sau thì mấy ông kia là từ từ là mấy ông kia đắc đạo đó. Thì 4 lần thuyết pháp đó là chuyện hút lưng lần đầu tiên đó. Thì đó là cái thuyết mà bữa nay buổi học nè, Pháp Tứ Diệu Đế. Bố Diệu Đế là cái những cái chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ được từ lúc mà ngài từ đời bỏ kinh thành mà ngài đi, ngài rời bỏ kinh thành ngài đi đó là ngài muốn làm một tìm một cái cách để mà giúp cho người ta thoát hết tất cả những cái khổ não trong cái thế giới này. Sau khi mà thành đạo rồi đó thì Đại Thừa thì nó nói như thế này. Đại Thừa thì không phải là cái quan niệm như vậy. Đại Thừa nói là khi Đức Phật thành tựu cái đạo vô thượng Bồ Đề trước kia đó thì ngài đã thuyết pháp rồi, thấy không? Ngài thuyết mà ngài thuyết trên Quan Âm, ngài thuyết trong cái thân của pháp thân Phật, thấy không? Tức là thân Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong trời, trong cái cõi trời nào đó cao lắm, cõi trời đó cái là lưu ly chân châu pha lê mã mão, một cái điện đó, cung điện nó lớn không thể tưởng tượng được. Chư Tát mười Bồ Tát mười phương dân tập lại, Đức Phật mới nói cả một thế giới hải của chư Phật cho nghe. Đó là mà cái nói thuyết pháp của Phật nó không nghĩa là không bằng ngôn từ, không mà bằng hình ảnh nữa, chiếu hết tất cả những cảnh thế giới của mười phương hạnh nguyện của tu Phật tu mười phương tu hồi nào tới giờ bao nhiêu công đức, thấy không? Để kinh nó dài, nó khủng khiếp, nó dài lắm. Kinh đó là nó Phật thuyết bằng pháp thân. Thì kinh đó sau này đó là mấy cái cõi trời họ ghi lại. Lúc đó thì chưa có cái cõi người, thành ra chưa có cái tăng đoàn để mà ghi, thì cái cõi trời ghi lại. Thì sau này ngài Long Thọ đó, ngài muốn đi tìm lại những gì thuyết pháp đó, ngài mới nhập định. Ngài Long Thọ ngài thuyết pháp thì thấy có một cái cư sĩ họ tới,
nghe pháp, thấy không? Đó, nghe pháp à, nhưng mà không biết là xa, nhắm tới gần, thấy không? Ngài Long Thọ để ý là mấy lần vậy đó, ngày một trời thánh chúng dở thì mới kêu lại hỏi, nói tại sao mà tới mà không tới lại đạo trường rồi nghe. Ông nói con chúng thì chỉ là lò rồng, thấy không? Nói, mà gọi rồng nó giống như lò rắn vậy đó, độc khí còn mạnh lắm. Con mà tới gần đây đó, cái ảnh hưởng khí độc của con đó, làm cho tất cả những người trong hội chúng sẽ bị bệnh, thấy không? Là con nó xa thôi, nó tới đây nghe thuyết pháp. Ta biết rằng là hồi xưa cái Phật thuyết pháp ở Long Cung kết tập rất là nhiều kinh điển của Đức Phật, có phải gì không? Cái này mà nó đúng rồi. Kinh điển là dưới Long Cung kinh điển, ta xuống dưới đó để mà ta lấy kinh điển về đây để hội thế gian được không? Ngài nói là chúng con là sẵn sàng kinh tỉnh đại pháp sư xuống dưới, và những kinh điển này chúng con cũng không hiểu nổi. Đó, thì Ngài Long Thọ mới nhập định đi xuống dưới kinh điển, thì Ngài lấy rất nhiều kinh điển lên, kinh Bát Nhã đủ thứ hết trơn á, trong đó có kinh Quan Nghiêm, kinh Pháp Hội Quan Nghiêm, mà Ngài lấy một phần của Quan Nghiêm thôi, lấy chỉ 1/10 thôi à, thấy không? Còn nghĩa là còn khoảng 9/10 còn nằm dưới trong khung á, rồi Ngài lên đây là Ngài mới dịch lại là kinh Quan Nghiêm. Thì kinh Quan Nghiêm đó thì nói là lúc mà Phật vừa đắc hỏi Cội Bồ Đề đó, Ngài đã hiển cái pháp thân Ngài lên Ngài thuyết. Ngài thuyết trong cung trời nào đó, thì tất cả Bồ Tát mười phương dân tộc lại nghe, toàn là các Bồ Tát nào là thập địa đó lên không à, là kinh Quan Nghiêm á. Đó thì cái quan niệm của Đại Thừa, đó, còn cái quan niệm của bên thế gian của mình là nào, chứ giờ thấy Phật Phật xưa mình thích đó, thì nói là cái lời thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là tại vườn Lộc Uyển với năm anh em Triều Cần Như. Đó, thì cái bài pháp đầu tiên đó là bài nói về tướng Diệu Đế, tức là một cái bài pháp để mà trình bày cái lối giác ngộ của thanh nhân, tức là tâm bồ đề của thanh nhân. Từ bữa nay mình học cái lối này. Thì đây là cái pháp này tình tự nói chung là tứ diệu đế, tức là bốn cái chân lý như thật mà rất là quyền diệu, mà do Đức Phật là khổ hạnh và phát tâm tu tập mà thành tựu được cái chân lý này. Từ hồi Đức Phật mới có, và trước hồi Đức Phật nào chưa bây giờ từng có, và người nào theo đạo lộ này về một cách viên mãn như vậy đó, sẽ thành tựu được cái tâm giác ngộ của thanh văn, tức là sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay trong một đời hay là ngay trong bảy đời, nếu có thể mà đạt được trần đạt chứng đạo đó. Thì tứ diệu đế nó còn có bốn chân lý, cái này chắc là dễ biết hết trơn rồi, nhưng mà học về chi tiết thì chắc là cũng không ai biết đâu. Đó là chân lý về khổ, khổ đế, chân lý về nguyên nhân sự khổ, chân lý là sau khi mình diệt khổ được rồi thì mình đạt cái gì, tức là cái quả của cái sự diệt khổ, cái quả khi hết khổ rồi theo con đường đó thì sẽ đạt cái gì, nó gọi là diệt đế. Và cái chân lý, một cái chân lý nữa là con đường làm sao để đạt được cái đó, là cái pháp làm sao để đạt được cái đó, nó gọi là đạo đế. Tức là tứ diệu đế là bốn cái chân lý mà Đức Phật diễn đạt lại. Hồi nào tới giờ Đức Phật có ra đời thì người cũng vậy thôi. Phật nói là hồi nào tới giờ ta không có ra đời hay ra đời, chân lý của thế gian nó cũng hằng như vậy chứ nó không có thay đổi. Ta là con người thấy được con đường đó vậy ta chỉ cho quý vị, thấy không? Thành Đức Phật đó là con người hướng đạo, con người chỉ cho quý vị đi, chứ không có nghĩa là con đường có thể là mang quý vị lên để mà thành tựu cái chân lý đó được. Thành Đức Phật đó, con người nào có tu thì người đó có thành tựu có chứng, người nào không tu là không chứng. Cái giáo lý đạo Phật đó, nó khác hơn tất cả giáo lý của tôn giáo khác. Cái tôn giáo khác đó, là cái bậc thượng đế là một vị có quyền năng, có toàn năng, có quyền thưởng hay là phạt. Quý vị đi theo á thì quý vị sẽ được thưởng, thấy không? Còn quý vị không theo thì bị phạt. Giáo lý đạo Phật nó không phải. Cái chân lý là nào á, không phải là do ta mà bản thân nó có sẵn rồi, thấy không? Mà tại vì quý vị không thấy con đường đó quý vị đi thôi. Do bao nhiêu năm khổ hạnh mà ta thấy được con đường này. Và ta đã chứng ngộ được con đường này như thật. Nay ta trình bày lại cho quý vị biết. Nếu quý vị theo đúng mấy cái được chân lý này thì quý vị sẽ có được cái gọi là cái kiến đạo giống như ta. Rồi theo cái kiến đạo này mà tu tập, nó gọi là gia hạnh và tu đạo. Thì quý vị sẽ lên một cái cấp, nó gọi là cấp vô học đạo, tức là lúc đó thành tựu giống như ta, nên không cần phải học cái gì nữa. Vô học đạo có nghĩa là nó còn gì để học nữa, tại chân lý nó là mình rồi. Thành ra có con đường đi đó, là thường thường đó là kiến đạo rồi bắt đầu mới tu, gia hạnh tu. Luôn luôn con đường của đạo Phật nào phải là kiến đạo trước. Bởi vì không kiến đạo là tu trật. Bởi vì tôi nói vậy ngay tịnh độ như vậy, bây giờ phải biết là cái chủ trương tịnh độ như thế nào, tu như thế nào, gọi là cái chánh kiến của tịnh độ. Khi có chánh kiến tịnh độ là nổ công, nổ,
đổ công và mình tu hành thì mới đi đúng đường, thấy không? Chứ hạn như bây giờ mình muốn đi mà New York, thấy không, mình phải có thấy rõ ràng con đường nào đi tới New York, có chánh kiến rõ ràng thì mình đi nó mới tới, thấy không? Còn chẳng hạn như mình thấy trật mình đi hoài, lọt qua bên California cũng đi vậy đó, người ta cũng đi bộ ngày mấy giờ, mình cũng đi bộ ngày mấy giờ, nhưng mà càng lúc thì càng xa, thấy không? Nó đi lạc qua chỗ khác, thấy không? Thành ra cái quan trọng của đạo Phật á là phải có cái chánh kiến trong cái tâm thái của mình, nắm pháp môn của mình thiệt là vững. Thì thực sự ra đó, cái người nắm pháp môn vững rồi thì không cần đạo tràng, tại vì đâu còn tới đạo tràng, đâu còn cái gì nữa để mà học nữa, thấy không? Chỉ còn cái sự nỗ lực thôi. Thành ra sau kiến đạo rồi đó là cái gia hạnh. Gia hạnh tức là sao? Tức là mình công phu tinh tiến lên, công phu tinh tiến lên, thấy không? Công phu tinh tiến lên. Rồi tinh tiến lên rồi bắt đầu tới một giai đoạn đó, bắt đầu tu định, tu huệ, tức là nó gọi là tu đạo. Tu tới một độ nào mà thể nhập được, đạt được cái mà mong cầu, lúc đó là cái pháp môn mình học nữa, nó hiển hiện trong ngay trong thân của mình, thì nó gọi là trong cái giai đoạn vô học vị. Cái đó thì bây giờ học hết rồi, cái đó tôi không có nhắc lại, nó gọi là cái đó là ngũ vị. Đó thì mình không học, bây giờ mình học là cái quan trọng là tứ diệu đế. Cái đó cái trình bày của Đức Phật tứ diệu đế đó, thì Đức Phật trình bày rất là logic theo cái quan niệm thông thường của thế gian, lấy hiện tượng pháp, lấy cái gì nó xảy ra để nói. Thành ra Đức Phật không có nói nguyên nhân trước, Đức Phật lấy cái quả mà nói trước. Thành ra Đức Phật trình bày cái đầu tiên, cái chân lý đầu tiên của ngài thì ngài nói là khổ. Chứ là không nói là quý vị phải tu tập là làm tâm cho nó minh mẫn rồi bỏ ái dục, Đức Phật không hề nói như vậy, thấy không? Đức Phật nói cái khổ trước. Thành ra cái lối trình bày của Đức Phật lấy cái hiện tượng để nói. Rồi bây giờ cái giải quyết cho hiện tượng này, lý do tại sao nó sanh ra hiện tượng này, thì Đức Phật mới nói ngược lại nguyên nhân. Phải cái lối trình bày của Đức Phật cũng như là học kinh nghiệm như bây giờ nè, tại phương nó cũng vậy, nó phải làm cái gì nó ra nó dùng, nó thấy ở người như ông nhớ ông gì, ông gì mà Archimedes đó, ông ngồi ông tắm cái em thấy cái chân ông tự nhiên bị nổi lên vậy nè, nhẹ quá dở lên, cái ông mới đưa ra cái nói là vậy là nước có đẩy Archimedes, đẩy cái nước nó có cái áp suất nó đẩy cái chân mình lên, thấy hiện tượng nước rồi ngồi suy ngẫm tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao như vậy, mới đẻ ra cái định lý Archimedes. Thì đại khái ra là Đức Phật cũng giống như vậy đó. Thành ra Tây Phương mà nó học cái dù đấy nó thích lắm, thấy không? Vì lấy một cái trạng thái thật sự của cuộc đời nói chuyện, tịnh độ nó Đức Phật là cõi này là cực lạc luôn, Tây Phương nó không chấp nhận, thấy không? Có thấy đâu, tao thấy cực lạc gì đâu đây, nhìn tới đây tao lạc cái nào đâu, chỉ tụi con coi. Khi mà Đức Phật thuyết về cái thuyết tứ đế đó, hay là mình gọi là tứ diệu đế, hay là tứ thánh đế đó, tức là cũng hợp dạy cho quý vị tu, thấy không đó. Thành thử ra mấy cái pháp này á, quý vị là phải áp dụng cái pháp quán hết á, thấy không, để sanh ra trí tuệ hiểu biết những thật. Thì pháp quán mình đã học rồi, thấy không đó, cái pháp quán mà cái cách quán đó, quán về việc pháp, quán về tổng pháp là mình đã học, bây giờ mình nói chung thôi. Thì khi mà nói là nhờ cái pháp tứ diệu đế này đó, quý vị quán thì sẽ sanh ra được cái bốn cái trí vô lậu. Cái trí vô lậu là đầu tiên đó là cái trí vô lậu về khổ đế. Thì bắt đầu cái trí vô lậu và khổ đế rồi đó, thì mình sẽ không có dính mắc trong cái tham ái nữa, rồi không có dính mắc trong cái bản ngã nữa. Thành thử ra là bốn cái trí này nó bắt đầu là mình là phải tập hết á, mà cái tập họ rất là chi tiết, rất là rườm rà, chứ không phải là đơn giản như là trong này mình học là học đơn giản thôi, thấy không? Chẳng hạn như khổ đế đó, bây giờ học biết bốn tướng rồi là vô thường, khổ, không, vô ngã, thấy không? Đó, thì phải quán cái vô thường cho cảm thấy rằng thế gian, tại vì nó vô thường là khổ, cứ nghĩa Phật nói là vô thường tức là khổ đó, tức là đây là cái bốn cái hành tướng của khổ. Thành ra học về tứ vô đế tức là học về 16 hành tướng. Một đế thì nó có bốn hành tướng, đó là bốn hành tướng này phải quán cho thiệt là thấu triệt, thấy không? Cái hàng như quán vô thường hoài đến nỗi là vô thường nó thành ra một cái tổng pháp, nhìn về cái gì cũng thấy vô thường, thì cái bản thể vô thường nó là khổ, thấy không? Đó, rồi chẳng hạn như là mình quán về khổ là một cái sự bức não về thân tâm của mình, khi mình không chịu được một cái cảnh nào đó, cái tâm mình không chịu được cái cảnh nào thì nó cũng sanh khổ trong tâm. Cái thân mình không chịu khổ, không chịu nổi một cái thời tiết khắc nghiệt, lạnh quá, nóng quá, là đau quá, vân vân, nó là khổ về thân. Thì đó là cái thực tại Phật nói là thực tại của thế gian là nó là khổ.
rồi quán lại cái pháp là bản thể nó không có thật, nó là không, như bóng trong gương, như là tiếng vang, vân 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 vậy đó. À, đó. À, mà vì nó không thật đó, mà mình chấp thủ nó cho nó là có thật, cho nó làm cái gì thường còn để mình khổ. Thành ra mấy cái tướng này là các tướng trạng của khổ, thành ra quý vị là phải quán bốn tướng này cho thành tựu. Vô ngã là bản thân các pháp nương tựa nhau mà thành được. Mà thành được, thân thể mình là một tập hợp của sắc thọ tưởng hành thức mà thành. À, đó, mà vì tập hợp của sắc thọ tưởng hành thức mà mình không có chủ động được sắc, cũng không chủ động được thọ, cũng không chủ động được tưởng. À, nên khi cái này gì không chủ động này được, nên là con người của mình là bị mấy cái này nó bị ảnh hưởng của mình hoài. Mình muốn trẻ cũng không được, mình muốn hình không bệnh cũng không được, vì sắc mình không kiểm soát được. À, mình muốn không đau cũng không được, là mình thọ mình không hình không bệnh cũng không được, vì sắc mình không kiểm soát được. À, mình muốn không đau cũng không được, là mình thọ mình không kiểm soát được, vân 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 vân. Thì đã phải quán được mấy cái tướng này, vô ngã bản thể là khổ. À, không phải mình học cái mấy cái này là quán không đâu, nhưng mà nói là cái tướng trạng của anh khổ, anh sinh ra là bốn cái trạng thái, bốn cái dạng tướng mà mình phải quán cho thấu triệt. Thấy không? Đó là vô thường sanh khổ, khổ sanh khổ, không sanh khổ, vô ngã sanh khổ, tới học lui, học tới học lui vậy đó. Thấy không? Đó bắt đầu đó mới đem ra quán vô thường. Thì cái quán vô thường thì rồi chỉ tương đối cũng khá kỹ trong bài quán rồi. Thấy không? Đó, thì cái khổ này thì cũng giống như vậy. À, còn quý vị mà muốn học quán cho kỹ đó, thì học cái kinh Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật á. Thế mà bạn đã dạy mình cái gì? Trong cái đó bạn đã mặc đó, là nó dạy mình là hai pháp quán. Một pháp quán là vô ngã, với một pháp quán là vô pháp, cái là pháp không. Thành ra bạn nói là quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn như không, tức là nó dạy quán vô ngã. Đổi cho tiếng khổ ách. Một quán vô ngã thì quán cái gì? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Rồi thọ tức gì không, không tức gì thọ, thọ bất gì không, không tức gì thọ, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, tức là phải quán cái gì đó. Rồi ví dụ tưởng bất gì không, không bất gì tưởng bất gì không gì đó, học hết cái đó là ngũ uẩn của mình á, sắc thọ tưởng hình thức mình cảm thấy là nó là không là gì hết á. Nó bản thể của nó là vô ngã, thấy không? Đó nhờ vậy quán. Rồi cái câu thứ hai của nó đó, thì chữ pháp không tướng, tức là quán gì pháp không. Nhưng mà khi mà quán vô ngã rồi là chắc là khó một cái pháp tên là vô ngã, chắc một cái pháp tên là tứ diệu đế, chắc một cái pháp tên là khổ, có một cái pháp tên là tập. Thành ra mới quán pháp không để phá cái pháp đó đi. Là cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn của Bồ Tát. Giai đoạn của thành văn là chỉ quán tới vô ngã là hết sức rồi, thành tựu rồi. Thành đó mới nói tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì khổ không trung vô sắc, vô thọ, lên nó mới giờ nó phá hết. Rồi vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Thành cái lối một tâm người bát nhã là cách dạy của vị quán tổng pháp. Cái lối quán gì đó là nhắc lại, mới đọc qua nhiều khi quý vị không để ý, là trong người ta dạy trong gì đó. Bây giờ muốn quán mà ngủ quẩn ra không á, tức là phải quán từ sắc, từ thọ, từ tưởng, từ hành, từ thức. Thấy không? Đó. Theo cách quán như vậy. Thấy không? Thì đây cũng vậy. Thấy không? Như vô thường cũng vậy, khổ mình cũng đặt trong 18 pháp giới của Đức Phật rồi mình quán. Thấy không? Sắc cũng khổ, mà thọ, sắc, thanh, hương vị, pháp đều khổ hết. Thấy không? Mà đặt trong cái thời gian để mình quán để sanh khổ, mà đặt trong không gian để mình quán để sanh khổ. Rồi mình đặt trong nhân duyên để quán để sanh khổ. Rồi mình đặt trong lời dạy của bậc thánh nhân để mình quán, là cá nhân đã xác minh cái điều đó như vậy, thì cái nghiệp nó khổ, tức là phải học tập hết bao nhiêu cách quán vậy đó thì cái khổ thành tựu. Đây là nói gì thì không quán thôi, chứ thực sự ra đó, cái khổ này đó bắt đầu là bên kia nó chưa học quán, nó sanh ra cái trí vô lậu, nó là khổ trí. Thì cái khổ trí này đó, thì đó mình phải không những quán khổ trong thế gian này thôi thế gian này đó, bởi vì phải quán khổ trong cái khổ của cõi sắc, rồi cái khổ cõi vô sắc. Mà cõi sắc là sao mình thấy, cõi chư thiên mà không thấy, thấy không? Đó, mà cõi vô sắc là mình càng không thấy nữa. Thành ra nói là cái quán khổ này có cái gì phải quán trong ba tam giới. Còn cái cõi của mình là cõi người thôi, thấy không? Ra mình mới quán thấy được cái thực tại khổ của cõi người thôi, mà thực tại cái khổ của trong tam giới mình chưa thấy. Mà nếu mà cái khổ trong tam giới không thấy đó, thì nhiều khi cái tâm còn mong muốn sanh lên chư thiên. Thấy không? Thành ra cái mong như tên riêng đó, nó làm tạo cái nghiệp, cái ngã mình chấp mình sẽ sanh. Thành ra cái lối mà mình mới tập á, nó nói là đầu tiên là tập pháp khổ thì quán trong thế gian trước. Thấy không? Rồi bây giờ cái chư thiên nó có những cái nào, chư thiên nó cũng có khác ái, cũng có tham muốn, cũng có vân 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 á. Thì cái mấy cái bản thể cái đó nó giống như của thế gian. Thành ra khi mà nó gọi là quán cái thế gian thì nó gọi là khổ pháp trí, sanh được cái trí về cái pháp của thế gian. Còn nếu mà
của cái chư thiên á thì nó sanh vào cái trí, mà cái trí này giống giống như thế gian thôi, tại mà không thấy chư thiên. Tại danh từ của bên pháp học á nó gọi là phải đạt được cái khổ loại trí, tức là một cái loại khổ tương tự với thế gian mà mình không mắc, mình không kiểm nghiệm được, thấy không? Chứ quý vị phải phát được, phải là trong cái khổ này quý vị nó phải sanh được hai cái trí, một cái trí ở thế gian pháp và một cái trí do sự tư duy ngẫm nghĩ. Chúng sanh ở những cõi đó vẫn có tham muốn, vẫn có si mê, vẫn có vân vân, thì cái đó là những cái khổ trong sanh tử, vẫn có những cái nghi ngờ tà kiến, đó là sanh ra cái khổ trong sanh tử. Để mình quán, để mình nhàm chán, mình bỏ, thấy không? Ở trên cõi sắc thì vẫn có cái tướng vô thường, là cái tướng khổ xuất hiện, tại vì khổ này là cái tướng trạng của khổ mà. Nếu ở trên cõi sắc mà vẫn có tướng trạng của vô thường thì nó vẫn có khổ. Thầy nói cái gì thở quán rất là nhiều, thấy không? Thì khi mà quý vị mà đạt được cái quán mà khổ đế đó, thì trong thế gian này sẽ xả ly hết, không còn dính mắc gì nữa. Thì xả ly hết đó, thì lúc đó đó là nó làm cái trợ duyên để mình tu một cái thứ hai là nhổ tận gốc rễ của mình khổ. Nhổ tận gốc rễ của anh khổ là tập đế. Phật mới chỉ là gốc rễ của anh khổ này là từ đâu. Bây giờ dùng cái gì? Bây giờ mình xả ly nó không dính mắc nữa, thành nó dễ tập đó. Thì giờ thì lúc mà Phật nói về khổ đó, đây là cái bốn cái tướng để mình đi học, tức là mà sẽ dùng cái cách mà quán cái tư đế này là mới tập phải quán hết 16 hành tướng này. Thấy không? Nó mà 16 hành tướng này nó chia ra là ba cõi. Trong kia nó gọi là tam hữu ba cõi. Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Hành tướng khổ trong cõi dục, hành tướng vô thường trong cõi dục, hành tướng vô thường trong cõi sắc, hành tướng vô thường trong cõi vô sắc. Hành tướng khổ trong cõi dục, hành tướng khổ trong cõi sắc, hành tướng khổ trong cõi vô sắc. Hành tướng không trong cõi dục, không trong cõi sắc, cõi vô sắc, trong ngã rồi, nghĩa là quán hết cái gì đó. Thì cái tâm nó không dính mắc một cõi nào hết trơn, thấy cõi nào cũng là khổ thì cái gì nó có tâm thoát liền. Thấy không? Nó cái nói vậy đó. Mà chi tiết ra đó, nếu trong chi tiết ra nó chia đó, thì trong mỗi cõi vậy đó, nó chia ra làm chín địa. Cõi của mình là cõi dục của mình nó chia ra là ngũ thú đồng cư địa, tức là nó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi nhân và cõi thiên cõi dục, tức là năm cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên, chư thiên cõi dục. Thì quán là chư thiên cõi dục khổ là sao, người cõi người khổ là sao, rồi cõi ma quỷ khổ là sao. Quán nghĩa là đến nỗi là cái tâm không có dính mắc cõi dục nữa, không cái công mà không nói là hoàn toàn nữa, là nhàm chán hết tất cả những cái đau khổ cõi dục, mới tập ra cái tâm từ bỏ cõi dục, thì lúc đó sẽ sanh được cõi sắc. Thấy không? Thì mới rồi quán cõi sắc là sơ thiền, nó cũng là nó khổ sao. Thấy không? Rồi quán để mà xả bỏ cái đó thì quán bao nhiêu lớp gì đó. Thấy không? Chưa tổ nó là trong một cái lớp như vậy đó, nguyên nhân làm cho khổ này, hồi nó nguyên nhân khổ là nguyên nhân là phiền não, tham si, tham dục. Thấy không? Mà nguyên nhân khổ đó thì gồm có tham thượng được thượng đẳng, rồi tham hạ đẳng, tham trung đẳng, rồi sân hạ đẳng, sân trung đẳng, trung đẳng, thì chia ra mỗi cõi gì đó nó làm chín phẩm nữa. Thấy không? Thì cuối cùng mới nói là quý vị muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, tổng công chín cõi đó, mỗi cõi có chín phẩm là 81 phẩm mê mờ, 81 cách mê mờ về cái khổ đau ở trong cõi này, phải thấu triệt. Thì quý vị thấu triệt hết 81 cách mê mờ đó thì quý vị sẽ thoát được ba cõi. Còn cái gì tới niệm Phật, cái gì có một cái rồi tập hoài chưa làm, này phải tập 81 cái vậy đó. Cái giáo lý đó phải dễ đâu. Thành ra cái đời này mà đắc được A-la-hán quả đâu có bao nhiêu người đâu. Tại vì ta không thể tưởng tượng đắc được, quán khổ đó. Đó là phải kia là từ mà kiến đạo, phải kiến đạo rồi đó mới tu, là giải quyết để mà giải quyết cái nhổ gốc rễ, tức là nhổ thằng tam độc, thằng sân si. Thấy không? Thì phải quán ra 81 cách, diệt cái tham thượng đẳng, rồi tham trung đẳng, rồi diệt cái tham hạ đẳng, rồi diệt cái sân thượng đẳng, cái sân trung đẳng, sân hạ đẳng, rồi cái gì đó diệt hết đó. Mà diệt cái tham thượng đẳng ở cõi dục, rồi diệt hết, qua thoát cõi dục, rồi qua tới cõi sắc, rồi diệt tham thượng đẳng cõi sắc, tham trung đẳng cõi sắc, rồi diệt mấy cái mê hoặc á, tức là những cái mê nó bắt đầu phân tích ra. Cái tham thượng đẳng đó là những cái tham gì bắt đầu phân tích ra, tập để phá hết. Thì nó diệt qua cái tu hoạt 81 phẩm vị, 81 cái cấp bậc tu gì đó, đạt được là hán quả. Rồi nó chia ra không biết bao nhiêu kể, nhưng mà cái này đầu tiên nó có gì, Phật khổ nó học cái tổng tướng trước, tức là cái bốn cái hành tướng của khổ, nó gọi là bốn cái tướng của khổ, là phải quán cho thành tựu. Thấy không? Nghĩa là lúc nào tâm cũng thấy vô thường thì thành tựu được cái trí về vô thường. Nhưng mà mình do nếu mà đem những cái sắc pháp vô thường của thế gian này mình quán là mới thành tựu được cái vô thường, là có dục thôi.
Bây giờ bắt đầu mình giờ cõi sắc, cõi sắc là cõi chư thiên mà đâu có thấy. Thành ra nó nghe lời của Phật giảng chư thiên như vậy cái tướng vô thường chư thiên như thế này, người ta sẽ bắt đầu sống la không thấy bệnh hoạn, nhưng mà khi mà cái thân mạng hoạn chung thì mồ hôi nách ra bao trên đầu héo vân á, cái đó là cái tướng vô thường mình sẽ chết vân vân vậy đó. Chỉ là đừng cờ cái vô thường chư thiên nó lâu dài nhưng mà nó xảy ra vân vân, nhưng mình phải học phần quán để mình đừng có tham muốn trong sự lâu dài đó nữa, hiểu không? Cái lâu dài đó rồi nó cũng quỷ hoại vậy đó. Vâng, đại khái thì cái đó, mấy cái cõi sắc và cõi lô sắc á, thì cái cõi đó là Phật dạy, mình theo cái lời Phật mình quán. Còn cõi dục này là tận mắt mình thấy mình quán. Nhưng mà lúc Phật chuyển pháp luân lần thứ nhất á, thì Phật không phải là dạy bốn tướng này đâu. Phật nói trạng thái khổ thực sự luôn thế gian cho năm anh em đều như nghe. Phật nói là thực tại của thế gian là khổ, đây là chân lý mà Như Lai đã chứng được, đã thấy được. Cái khổ của thế gian là thế nào? Ông nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, sanh lão, lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, cầu mà không tội nguyện là khổ, hận thù mà ở, phải ở chung với nhau là khổ, ái thương mến mà phải rời xa là khổ, và vì có ngủ ấm trong người mà nó lừng lẫy quá khiến cho cái tâm tham muốn cái này nó sanh khổ. Phật nói đây là thực tại khổ thế gian, Phật nói nhiều thôi đó là chuyện pháp luân thứ nhất á. Nhưng mà Phật nói là vô thường, có mấy kinh sao Phật nói thêm cái tướng trạng có láng ở các chuyện phải tu, phải quán vô thường, phải quán khổ, phải quán này, tại vì phải quán cái tướng này thành tựu thì quý vị mới xả ly được, quý vị mới thấy khổ thật sự. Còn cái khổ mà Phật nói á là cái khổ bằng kinh nghiệm, tức là thấy tận mắt. Cái tướng vô thường là do cái lý để mình thấu triệt, để mình rời, thấy không? Cái dạng gì trong này chỉ có cái hành khổ đó là dính vào bắt khổ thôi. Hành khổ á là phân tích thành bắt khổ, lúc đầu Phật nói là Phật nói cái khổ thôi chứ không có nói là vô thường, mà cũng nói không, không nói vô ngã. Nhưng mấy kinh sau Phật nói khổ là gì vô thường, khổ là gì không, Phật khổ là gì vô ngã. Vô ngã tức là không có tự chủ được đó. Thành ra quý vị phải tập làm sao cho mình ngồi mình suy ngẫm hoài thì mình tập thành tựu cái quán trí. Thành tựu cái quán trí thì Phật nói là bốn cái chân lý này đó. Nếu mà không căn cứ vào bốn chân lý này đó mà quán cho thành tựu một cái pháp nào trong thế gian đó, nó sanh ra là trí hữu lậu thế gian. Vì những cái pháp mà không dính trong cái bốn chân lý này, thấy không, nó thường thường nó đưa cho mình vào sanh tử luân hồi. Mà pháp trong bốn chân lý này đó, nếu mình quán thành tựu nó đưa mình cái tâm là rời khỏi sinh tử luân hồi, nó gọi là nó sanh ra trí vô lậu. Mặc dầu cái đối tượng mình quán đó là đối tượng hữu lậu, hay cũng như là mình nói là bệnh là một cái pháp hữu lậu, già là pháp hữu lậu, thí dụ gì thì vô lậu, hữu lậu vô lậu là biết rồi, phải không? Ai ở đây không biết hữu lậu vô lậu không? Thôi giờ kể những gì biết đi, không biết thì chịu khó nghe lại mấy cái đầu giảng rồi. Trước khi giảng cái này thì đã giảng hữu lậu vô lậu ra như thế nào rồi. Quý vị muốn tâm không có dính mắc trong tham sân si nhiều, thì phải quán thành tựu bốn cái thành khổ này. Lúc nào cũng thấy mấy thằng này xảy ra, thì con cái nó có bất khiếu gì nữa cũng có buồn khổ gì hết. Thấy cái tướng vô thường, nó xuất hiện là không có khổ. Thấy cái tướng vô ngã, mình không có tự chủ được trong cái đó, mình sẽ không khổ. Đại khái vậy đó. Thì bây giờ mình học cái tướng trạng mà kinh nghiệm về khổ. Bốn tướng kia là bốn tướng tổng quát phải quán. Còn những cái kinh nghiệm về khổ này đó là mấy cái Đức Phật diễn giải ra để mình thêm tài liệu để mình quán đúng này. Đầu tiên đó là chỉ pháp luân thứ nhất á, thì Phật tới năm anh em chẳng như Phật nói rằng là thực tại thế gian là khổ vậy thôi, thấy không? Lý do tại sao khổ thì sanh là khổ, rồi sanh lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, cầu bất đắc là khổ, ái ly biệt là khổ, rồi quán tánh hội là khổ, và ngủ ấm trí thành là khổ. Đó là Phật thuyết pháp luân là thứ nhất, chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Rồi sau đó Phật nói nguyên nhân tại sao có 8 thằng này, nguyên nhân tại sao có 8 cái anh này xảy ra cho quý vị, đó là chỉ có nguyên nhân thứ nhất. Thành ra đa số những quý vị đọc kinh Tứ Diệu Đế đó, người ta không nói thằng tướng mà chỉ nói tám khổ. Nhưng mà thực sự ra mấy kinh sau là còn nói thêm. Thành ra cái lối mà dạy cho quý vị đây đó là dạy cho chư tăng. Cái chư tăng mới học như vậy. Nhưng mà tôi muốn cái gì có một chiều rộng, mà biết trên từ cái cách mình tập, để sau này mà đọc sách mình hiểu, mặc dù mình không có đi theo còn nhiều hướng của anh này, nhưng mà đọc sách mình hiểu.
đọc tới đâu là hiểu tới đó, và hiểu rất là rõ ràng chứ không có lờ mờ lịch mịch, lờ mờ lịch mịch, thấy không? À, thì Phật nói là lúc mà chịu pháp luân á, thì trong kinh đầu tiên đó, Phật thuyết kinh pháp luân cho anh em Hoàng Như đó, thì có ba lần Phật chuyển pháp đó, chứ không phải một lần. Lần thứ nhất Phật chuyển pháp á, Phật nói là thực tại là khổ, đó là chuyển pháp luân thứ nhất. Lần thứ hai á, thì Phật nói là nên biết cái khổ như vậy, nên biết và là nên đoạn hẳn cái khổ như vậy, nên vậy đó, tức là Phật khuyên là phải tu, phải đoạn, phải diệt trừ, vân vân, phải xa rời, vân vân vậy đó. Thì nó gọi là chuyển pháp luân lần thứ hai trong đầu tiên chuyển pháp luân thứ nhất. Trong cái lần mà chuyển pháp luân thứ nhất, Phật có ba lần chuyển pháp luân, tức là nó là tam chuyển pháp luân. Hay mà lần thứ nhất, hay rồi lần thứ ba đó, cái lần thứ nhất đó là Phật chỉ đời là khổ, gì có sanh có giả là tử không. Lần thứ hai Phật nói là nên biến tri, tức là nên liễu tri rõ ràng, biết rõ ràng cái khổ như thế này, thế này, và nên diệt trừ nguyên nhân khổ như thế này, nên tu tất cả các pháp để xa lìa các khổ như thế này. Tức là lần thứ hai là lần khuyên tu, nó gọi là khuyến chuyển pháp luân, tức là tông chuyển pháp luân thứ nhất của Đức Phật đó, nó có ba thị chuyển, tức là chuyển cho thấy, khuyến chuyển tức là khuyên tu, và chứng chuyển. Chứng chuyển mà nói là khuyến tu là bây giờ nếu người vào nhận chứng chuyển đó là khi Phật nói được hai cái gì thì có anh cái ông Trì Đồng Dương đắc đạo liền. Thì Phật nói rằng như vậy đó, cái pháp khổ trong thế gian mà ta đã chỉ, ta đã khuyên với vị tu vậy, ông đã đạt được, ông đã tri thức được, ông đã liễu tri, và ông đã nghĩa là cũng như là chứng được cái đó, xác minh nó cho trong đó mấy năm như là chứng chuyển tức là xác minh là trong mấy anh em rồi, như lần thứ ba đó là có một cái hình như có ba ông chứng, còn mấy ông kia là còn chứng là nào ấy thì chứng chuyển, tức là thứ ba xác minh vậy là ông đã đoạn được khổ, vậy là ông đã xả ly được tất cả những phiền não mà vân gì đó, tức là trong cái trong thường thường cái đây là danh từ như nhớ, thường thường ta nói là tam chuyển pháp luân lần thứ nhất, tam chuyển pháp luân đến thực sự là nó bắt phải chứ pháp thì chia làm ba đoạn. Đoạn đầu là chỉ là thực tại là khổ, tức là thị chuyển, tức là chỉ cho thấy. Đoạn thứ hai là khuyên tu, là vậy là nên thấy cái khổ như vậy, nên diệt gốc rễ khổ như vậy, là nên tu để dứt khổ như vậy. Là thứ ba là chứng chuyển. Này vậy ông đã dứt khổ được cái đó rồi. Tại vừa thuyết xong cái đó là mấy cái ông Triều gần như là tu lâu quá rồi, vừa nghe không cái tâm chạy mở là giải ngộ A-la-hán liền. Phật nói là từ rồi về sau ông sẽ không còn sanh tử luân hồi được, ông đã chứng được cái khổ đế, lấy của diệt đế hơn gì đó rồi chứng chuyển. Cái đâu có gì nào bắt đầu đọc kinh thì thiếu luân lại sẽ thấy Phật thuyết ba đoạn gì đó ngắn ngủn à, có gì nào chữa pháp luân. Còn bây giờ mình giảng thì mình hết giờ này qua giờ kia, chứ cái đó mấy đoạn đó cái gì đọc không tới 5 phút hồn nữa, nhưng sao đắc đạo quả được không ai không hiểu. Thị chuyển là thấy Phật nói gì đó.